Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Phụng, là điều dưỡng viên đang sinh sống và làm việc tại Đức. Hiện tại Phụng là mẹ bỉm sữa, đang trong cái thời gian chăm bé tại nhà, Phụng chưa có đi làm lại. Thì hôm nay Phụng có đọc được một cái comment của một cái bạn. Bạn có hỏi Phụng là như vậy. Và đây cũng là một cái chủ đề mà Phụng cũng đang dự định là làm để chia sẻ với các bạn luôn. Bạn có hỏi Phụng á là trong cái quá trình làm bài thuyết trình á thì mình không có trình bày được, hoặc là giáo viên hỏi mình á thì mình không có trả lời được thì sẽ bị như thế nào. Thì đây nó sẽ phụ thuộc là như vậy. Nếu như cái bài thuyết trình đó cô cho điểm nguyên một nhóm ha, nguyên một nhóm thì nó sẽ phụ nguyên một nhóm thì điểm sẽ nguyên một nhóm đồng điểm với nhau luôn. Nhưng mà theo Phụng thấy á, trong cái quá trình Phụng học thì Phụng thấy đa phần á, ở bên này giáo viên họ cho điểm rất là công bằng. Nếu như mà các bạn làm bài nhóm, ví dụ như cái nhóm đó là gồm có 3 người đi ha, gồm có 3